Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Audio. Bệnh viện Tàu Lao, chào video Trần Hoàng Đại Lâm Melotoli. Đây là kèo hẹn của anh em Cambodia và Việt Nam chúng ta. Đây là sân Chuồng Bò, đường An Hội Lê Gò Vấp, đường An Hội Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau quả bóng này tỷ số đang là 9-3. Đây là Chen Lan đứng dưới và Thái Tử đứng trên. Còn bên kia là Chuối và Châu Sĩ Tên của Tây Ninh. 9-3. Mười ba. Đây là Lipro chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đá mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lipro. 13. Thật sự một ngày quá phong độ cho Chuối Bình Dương và Châu Sĩ Tên. Còn kèo này thì Chen Len đã đánh hai kèo trước rồi. Cùng với Phước Tim, Sến Sến và Cà Ràng. Chen Len và Li Ho chấp 2. 11-3. 11-3. Đập môi bay. Đập môi bay. Phép màu nào cho Chen Len và Thái Tử đây? Của Cambodia là quy ngôn dòng thái cờ đây. Lội ngôn dòng đây. Mai pa móc bóng liên tiếp vừa rồi của Chen Len, bóng không qua lưới. Tranh thủ thời gian. Đây là kênh YouTube Vũ Tấn Rắc, các bạn. Vũ Tấn Rắc, các bạn nào có xem đêm mê chơi xe rắc thì hãy vào tham khảo nha. Vũ Tấn xe rắc, các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại bây giờ là 18:30. 18:30. Một pha quá khó vậy rồi. Cho Châu Sĩ Tên. Đội giao bóng 32. Đội giao bóng 32. Quá gây. Bốn mười hai nha các bạn. Buôn đập bi. Đây là Li Hoa. Li Hoa. Buôn đập bi 42. Bóng ra ngoài. Đội ra bóng 12-4. Lại là Chuối Bình Dương đến bóng ra ngoài. Đội ra bóng 42. Đội ra bóng. Điểm đội rất khó chịu nha các bạn. 14 điểm chưa chắc gì đã ăn nha được nha các bạn. 14 điểm chưa chắc gì đã chiến thắng được nha. 12-4. Các bạn hãy chờ xem. Điểm đội rất khó chịu.
không thể đùa được. Anh em Cambodia đã quen điểm đổi này rồi, còn Việt Nam chúng ta ý chí kiên cường sẽ như thế nào đây? 4-12. Hồi đó nhớ điểm đổi mà mình tay anh cam nó qua đó, cái điểm đổi mình không thả để mình bình thường cũng tay á, nó thả mình bình thường là sơn đấy cơ, từ đánh đẳng cấp mà nó thả mình giao vợ luôn nhớ phải không? Còn này kia thì lộ hàng hết rồi, có đủ tiền luôn. Lại là chui đá bóng không vào lưới. 5-12. Không thể đùa được với Chen Lan và Thái Tử nha các bạn. Điểm đổi này rất khó chịu nha. 5-12. Vài ngày trước đây, Châu Sĩ Tên cũng từng gác 13 năm cũng là điểm đổi và Châu Sĩ Tên đã thất bại cùng với Cà Ke. Các bạn không chờ xem như thế nào nha, không thể đùa được điểm đổi này đâu. Mới đây nè, Châu Sĩ Tên cũng gác điểm đổi 13 mới đây nè, 13 năm thua lại đó. Mới luôn nè. Vậy lại là Chen Lin 6-12. Ok Li Hoa 6-12. Ramui Dapi Liu Rabi Ramui Dapi Liu 6-12. Một pha phòng thủ tốt rồi của Châu Sĩ Tên. Quá hay cho Thái Tử. Đẳng cấp cho rồi cô Chen Lin. Một pha xử lý quá đẳng cấp các bạn ạ. 7-12. Thật sự một pha quá đẳng cấp cho Chen Lin. Một pha xử lý quá tuyệt vời, cảm giác cực kỳ của Chen Lin các bạn. Đẳng cấp thật sự các bạn ạ. Li Ho rất hồn nhiên. Rất hồn nhiên các bạn. Bảy mươi hai rồi các bạn à. Lên thật sự một pha quá tuyệt vời cho Thái Tử vừa rồi. Quá hay. Quá bàn này quá hay các bạn à. Quá hay. Quá hay. 8-12. Một pha quá đẳng cấp các bạn ơi. Có thể nói một pha quá đẳng cấp cho Chen Lin và bóng kỳ đội các bạn à. Thật sự quá tuyệt vời. Một pha trả đòn. Quá hay. 82.
82. Rất cay. Trận đấu rất cay, rất căng thẳng rồi các bạn. 82. Đẳng cấp thật sự các bạn ơi, pha bóng rồi quá tuyệt vời cho trên lên. Các bạn hãy chờ xem nha, điểm đổi rất khó chịu, không thể đùa giỡn được. Trạm thu phí quốc lộ 51 gần tới Vũng Tàu đó, hai mấy cái tới Vũng Tàu. Qua trạm thu phí là nhìn bên trái liền thấy liền à. Một pha xử lý bóng rồi không qua lưới rồi của Chen Lin. Đổi bóng 12-8, đổi giao bóng 12-8. Lại là Chen Lin. Một pha quá hay gì đâu của Chen Lin. Tại đó một pha quá tuyệt vời các bạn ơi. Quá hay cho Chen Lin các bạn ạ. Đổi giao bóng 82. 82 đổi giao bóng cho Campuchia. Đáng tiếc quả bóng gì rồi của Chen Lin. Một pha quay rồi bóng bóng. Bóng bay ra ngoài. Đổi giao bóng 12-8, tiếp tục đổi giao bóng. Giao bà đi mà giao tiền dở rồi. Lại là chui đến vòng cầu lưới, đổi giao bóng 82, đổi giao bóng. Đẳng cấp, đẳng cấp lại là Chen Lin. Một pha móc bóng quá ghê kìa rồi Chen Lin. Đẳng cấp kìa rồi Chen Lin. Còn đây là YouTube Cambodia. Cambodia. Nói từ sáng tới chiều không bị mệt. Quá ghê các bạn ơi, thật sự quá ghê. On 93, 92. Ramon, Ramon. 92. Ramon Dapi. 92. Việt Nam đang rất khó khăn rồi nha các bạn.
sau khi các 12 12 năm 12 4, người ta bây giờ là 92 rồi, quá khó chịu các bạn, không thể đùa giỡn được. Chứ trên lên và thái tử đang tiếp phục bóng rồi cho Chen Lên. Chen Lên cứu bóng ra ngoài. Tỷ số đội giao bóng 12-9. Đội giao bóng. Một pha quá đẳng cấp gì rồi cho Châu Sĩ Tên. 13-9. Một pha quá đẳng cấp cho Châu Sĩ Tên. Điểm đổi nha các bạn, thật sự rất khó chịu. 13-9. Nếu quả bóng này bên Châu Sĩ Tên và Chuối tiếp tục thắng nữa là 14-9. Còn nếu như Chen Lên thắng lại thì là 13-9-13 nha các bạn. Điểm bóng đổi, giao bóng đổi. Chen Lên đánh bóng không vào lưới. 14-9. 14-9. Bóng tốt các bạn ơi. Bóng tốt. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng Chuối Bình Dương và Châu Sĩ Tên đã vào bờ quá an toàn. 15-9. Xin chúc mừng. Còn đây là Thái Tử và Chen Lên. Thất thủ trước Chuối Bình Dương và Châu Sĩ Tên. Đây là quả bóng Cambodia. Thất thủ quả bóng Cambodia nha các bạn. Rồi, chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Xem bóng vui vẻ nha. Các bạn thấy hay nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ cho Đại Lâm một like nha các bạn khi xem video nha. Một like nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy chờ xem tiếp tục là quả bóng Thăng Long như thế nào nha các bạn. Set bóng này là set bóng của Cambodia. Còn tiếp tục theo là quả bóng Thăng Long nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.